À, chào cả nhà. Nhiều anh em nhắn tin cho mình hỏi là khi nào Cường mới ra cái video hướng dẫn tự cắt tóc ở nhà tự cắt tóc cho mình á. Cường là Cường vẫn tự cắt tóc cho mình à. Thật sự nó nói mà gọi là cắt tự cắt tóc mà để cho đẹp á thì nó không không có được trọn vẹn như là ra tiệm đâu. Ví dụ mình cắt ở đây thì mình nhìn như thế này là được, nhưng các bạn nhìn kỹ này, mình mới cắt có 2 ngày thôi nhưng mà nó không có được chuẩn lắm mà, nhưng mà so ra thì dù sao nó vẫn vẫn ok hơn là không cắt rất là nhiều. Vì sao mình nhìn tổng thể thì nó vẫn được gọn gàng, với nhiều bạn thì tóc dài quá chịu không nổi. Và đặc biệt là anh em giữ gìn sức khỏe ngay lúc này đã, đặc biệt không nên cắt tóc tại nhà, cho những cái kêu những người thợ tới để cắt tóc tại nhà, tại vì nó làm gây bệnh rất là nhiều và tình hình lúc này rất là căng thẳng, nên mong mọi người sức khỏe nha. Và thôi, để mà tôn trọng cái ý kiến của anh em thì sắp tới Cường sẽ làm cái video hướng dẫn anh em chi tiết cách tự cắt tóc tại nhà. Nhưng mình đầu tiên thì phải đợi có tầm tuần nữa đã. Cho tóc mình nó dài đó chứ. Cho tóc mình giờ nó còn ngắn ngủn vậy, mình mới cắt có 2 ngày mà giờ mình làm sao mình hướng dẫn cho mọi người đấy. Đúng không? Mà đa phần là mọi người cắt tóc tự nhiên là chính, chứ còn mà cắt đầu đinh thì mình cũng hướng dẫn được. Cắt đầu đinh nó có kỹ thuật riêng nha, chứ không phải là cái chuyện mà cắt đầu đinh là dễ cắt đâu. Cắt làm sao để mình nhìn cho dễ coi, chứ không phải là cái chuyện mà mình cắt xong rồi vứt đại vứt xó như vậy là không được ha. Nên hẹn anh em khoảng mình sẽ vẫn tiếp tục ra những cái video về tóc, nhưng mà video mà để chia sẻ hướng dẫn cho mọi người tự cắt tóc tại nhà trong mùa dịch này á, thì hẹn anh em 1 tuần sau hoặc là 10 ngày sau đi, thì mình sẽ chỉ chi tiết luôn. Bữa trước thì mình có quay là mình tự cắt tóc rồi, nhưng mà mình chỉ quay là mình cắt thôi chứ mình không có hướng dẫn anh em cách cắt. Nên bây giờ thì sắp tới thì mình sẽ làm và mình sẽ hướng dẫn cho mọi người luôn, tại vì thật sự rất là khó, tại vì ở nhà nó không có cameraman. Vợ mình thì về quê. À, ở tiệm thì có người quay cho mình. Còn bây giờ thì ở nhà thì mình phải đặt cái camera để mình tự quay thì có thể nó không có chi tiết được đâu. Nên mình mong á là hướng dẫn cho anh em, hỗ trợ cho anh em tự cắt được chừng nào thay chừng đó. Nhưng mà mình nói trước nha, mình nói khuyến khích nha, cái này chỉ khuyến khích cho anh em xài tạm thôi, chứ vấn đề cắt tóc thì có thợ nó vẫn là trọn vẹn hơn. Những cái người mà chỉnh chu về tóc tai và kỹ về tóc như mình á thì thật sự mình tương đối hơi bị khó chịu về cái mái tóc của mình, tại vì mình là thợ thì mình cần cái độ chuẩn xác nó phải cao. Ví dụ mọi người nhìn tổng thể một cái mái tóc như thế này thì mọi người thấy là ok, tạm được đúng không? Nhưng mà mình là thợ thì mình thấy nó không ổn tí nào hết. Mình là thợ tại vì có thể là tại vì mình là thợ nên mình hơi khó trong vấn đề này. Nhưng mà mình vẫn khuyến khích là hết dịch thì mọi người nên gặp thợ để cắt tóc tốt hơn. Thậm chí những người thợ luôn cắt tóc cho mình còn xấu nữa, chứ đừng nói gì anh em mới là người tự cắt tóc. Nhưng mà mình sẽ chỉ tận tâm nhất hết sức mình để cho mọi người tự cắt tóc được, hy vọng nó gọn gàng thôi là vui rồi. Dù sao nó có gọn mà nó có đốm xíu nó không đều thế nào thì cũng hạnh phúc hơn. Chứ mình thấy một số bạn ở trên mạng là chỉ cắt tóc bằng dao lam này kia thì mấy cái đó nó rất là nguy hiểm, nó rất là dễ phạm và nó rất là dễ gây đứt da ha. Và đặc biệt là những cái xu hướng tóc sau này toàn là tóc tông đơ nữa thì cắt dao lam nó không có khả thi đâu ha. Gắn dao lam vô cái lược đó, anh em cắt coi chừng có ngày tóc nó không đứt mà nó đứt miếng da, nó văng miếng da ra đó nha. Nên cẩn thận những vấn đề đó. Và nếu mà cả nhà thấy video này hay và muốn sắp tới Cường làm sản xuất cái video hướng dẫn tự cắt tóc tại nhà thì nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của Cường Barber nhé. Bye bye mọi người, chúc cả nhà nhiều sức khỏe, hẹn cả nhà 1 tuần sau đi nhé. À, mình quay xong cái là mình sẽ cố gắng mình chỉnh sửa để mình đăng lên liền. À, tại vì trước giờ đa phần cái video đa phần là mình quay một lượt hoặc là mình quay rất là lâu rồi mình chỉnh sửa mình đăng từ từ, chứ không phải là các bạn nghĩ là mình sẽ quay lúc đó mình đang lúc đó, nhưng không phải, mình quay rất là lâu rồi nhưng mình để đó để mình chỉnh sửa. Nhưng mà cái video này mình cũng quay mình đăng liền nè, thì hẹn anh em 1 tuần sau thì mình sẽ ra video cho anh em tự cắt tóc, chứ nhiều anh em ở nhà bây giờ tóc tai cũng không 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 thể tưởng tượng rồi ha. Thôi nhớ đăng ký kênh đã rồi ra nha, bye bye, see you again.